đây là đó giá mình mua chín rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra bắt đầu mình thưởng thức nha mọi người. Mình đã đập nó ra nè mọi người thấy không, đó thịt của nó quá chị ngon. Cái này nó giống như cái gan, cái lòng của con heo đó mà nó ngon nha mọi người. Rất là ngon các bạn. Xin chào tất cả các bạn của mình nha. Mọi người ơi, hôm nay thì là một ngày rất là đẹp nha. Bây giờ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái món ăn nữa, đó là mình sẽ đi mua một con ốc giá hay là một ốc gì đó để mà mình luộc. Nói chung là mình sẽ đi kiếm một con ốc thật là ngon rồi để mình luộc, rồi mình kiếm một cái cảnh nào đó thật là đẹp nha các bạn. Bây giờ không để cho mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi kiếm một con ốc thật là bự để mà mình luộc và mình chấm muối tiêu nha các bạn. Ta let's go. Mọi người ơi, bây giờ là Sinh đã tìm ra được một cảnh rất là đẹp để mà mình thưởng thức cái món ốc giá luộc này nha. Đó, đó xung quanh ở sau lưng Sinh là có một số nhà ở sao các bạn. Đó, nói chung là rất là đẹp nha mọi người. Thì mình sẽ dùng cái cảnh này để mà mình quay nha. Rồi mình sẽ thưởng thức món ăn ngay tại biển này. Hải sản thì người dân họ đánh bắt ở đây luôn và họ đem lên bán cho mình luôn. Đó, chứ không có qua thuốc men hay là ngâm gì chơi các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu luộc không các bạn. Cái này luộc với phải nướng. Đây là đó, sáng mình mua đó. Bây giờ là mình sẽ lấy nó ra và bắt đầu chúng ta sẽ đem luộc các bạn. Em bỏ vô. À, luộc ốc ngay chỗ này các bạn. Nè, mình sẽ luộc ở đây nè nha. Đó. Bây giờ là mình sẽ bỏ than vô và sau đó bắt đầu là mình sẽ bắt lửa. Mình đợi than chín xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu là mình luộc lên. Đó, và mình ăn, mình thưởng thức ở đây luôn ha mọi người. Chúng ta sẽ lụm cái lá khô nè ha. Cái mình bỏ vô đây, mình đốt cho than nó lên nha mọi người. Đó. Sinh đang bắt đầu là luộc cái con ốc này lên. Đó cả nhà thấy chưa? Nè. Chắc trong vòng cỡ nửa tiếng nữa ốc nó sẽ chín và mình sẽ đem con ốc sẽ sắt trên cái thớt này và sau đó mình thưởng thức ra các bạn.
ơi, ốc chuẩn bị chín rồi mọi người. Nói chung là nồi rất là sôi nha mọi người. Mình sẽ cho các bạn coi cái nồi ốc của mình nó rất là sôi. Đó, thì mình sẽ để sôi trong vòng tầm cỡ gần 10 phút thôi, hay là 15 phút đó, để cho nó chín thịt hơn hoàn toàn, rồi mình sẽ lấy ra mình ăn nha mọi người. Còn thấy không? Nó sôi quá trời sôi nữa không? Đó. Mọi người ơi. Chúng ta sẽ để sôi một chút nữa đi, rồi cho nó, chúng ta sẽ dắt nó ra nha mọi người. Chín rồi mọi người ơi, bây giờ mình sẽ lấy nó ra bắt đầu mình thưởng thức nha mọi người. Rất là nóng nha, bây giờ mình sẽ lấy nó ra từ từ thôi. Các bạn đừng có nấu, đừng có luộc lâu quá, nó sẽ cứng thịt đó nha. Đó. Đó mọi người ơi. Quá trời ngốc. Rồi. Các bạn ơi, con ốc này rất là nóng nha, nè mọi người, rất là nóng. Mình sẽ lấy ốc này ra bắt đầu mình thưởng thức cho mọi người. Đừng có mọi người, các bạn đừng có bao giờ là luộc nó lâu quá nha, nó sẽ cứng, ốc nó không ngon đâu nha. Các bạn thấy nó sôi nước rồi, các bạn để cỡ trong vòng 50 phút lấy ra được rồi ha, chứ để lâu quá nó cứng, nó dở lắm, nó thiệt. Bây giờ mình sẽ lấy con ốc này ra mình ăn. Ra nè mọi người, thấy không? Đó, thịt của nó quá chị ngon luôn mọi người ơi. Giờ là mình sẽ lấy ra từ từ rồi mình ăn ha. Ngon và thơm lắm mọi người ơi. Đó, rất là ngon nha mọi người. Chảy nước miếng hết rồi mọi người ơi. Ngon lắm mọi người ơi, quá trời đã luôn mọi người, coi nè, đó đó. Còn thấy chưa? Cái này rất là béo mọi người, bon. Ngon lắm. Nói chung là cái này ăn rất là ngon nha. Nó béo. Mình sẽ chấm cái này vô nè. Này các bạn, chấm này vô nha.
chấm dưa này vô ngon lắm. À, các bạn ơi, ốc này rất là ngon mọi người. Nói chung là mình ăn cái khúc đít của nó mềm, chắc cái khúc đít nó mềm lại chấm vô cái muối tiêu chanh đó, nó rất là ngon mọi người. Đó nè các bạn thấy không? Bây giờ là mình sẽ bỏ lên thớt, sau đó mình cắt ha mọi người. Cái này ngon mọi người. Chạy đá luôn mọi người, giống như là gan vậy đó. Quá tuyệt vời, bỏ này ra đi. Quá tuyệt vời các bạn ơi, ngon quá. Nè mọi người, mình mời mọi người cùng thưởng thức với mình cái món ốc này nha. Trời ơi, hơi đắng đắng, không đắng nhiều, ngon lắm. Rất ngon mọi người, quá đã. Quá tuyệt vời mọi người, ngon quá mọi người. Thật sự rất là ngon nha mọi người. Như là hải sản tươi nữa, quá đã luôn các bạn. Ngon quá. Thấy không? Cái này nó giống như cái gan, cái lòng của con heo đó. Mà nó ngon mọi người. Các bạn ngon các bạn. Ăn là đó đi. Ăn cái bánh rồi. Đi, ăn xong. Quá đã mọi người, quá ngon. Ok, ngon. Cái miếng này các bạn biết sao không? Cái khúc thịt này nè, nó dai dai và giòn giòn. Ăn nó giống như là một cái da heo đó mọi người. Là hay là cái lỗ tai heo đó, rất là ngon nha. Thịt nó rất là ngọt mọi người ơi. Ngon lắm các bạn. Thấy không? Quá ngon luôn mọi người. Đã, ngon. Cái này mình làm gỏi nha. Gấp gỏi với xài rất là ngon mọi người. Còn nướng thì mình chưa bao giờ nướng cái loại ốc này. Mình nướng ốc kia kìa. Ốc rất là ngon. Nếu các bạn nào có rảnh thời gian thì hãy thử cái món ốc này nha. Mình luộc với lại mình vô mình kiếm một cái cảnh nó rất là đẹp vậy nè. Để mà mình luộc mình thưởng thức đó. Cái hoàn cảnh nó rất là đẹp luôn. Ngon quá mọi người ơi. Nói chung là mùa hè này mà thưởng thức một cái món ốc luộc vậy quá đã. Tuyệt vời. Còn chanh không? Lấy chanh nặng ra đi bên đây. Mời các bạn thưởng thức cái phần cái đuôi của nó các bạn. À, các bạn thấy cái đuôi nó không? Cay quá các bạn ơi. Mình làm tới 3 trái ớt luôn. Quá là cay. Ốc này nó ngọt nha mọi người. Cái thịt của nó rất là ngọt nha. Ngon.
quá lạ người, ăn no luôn. Ngon quá. Cay quá. Chịu nổi. Ăn ốc thôi mọi người ơi, cả nhà ơi, thưởng thức cái món ốc giác này nha. Cay quá. Bây giờ mình sẽ sắt xong và mình sẽ chờ cái chỗ ăn nha mọi người. Nói chung là mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó vừa ăn vừa tắm luôn, cho mát ha mọi người. Ôi, thật là mát mẻ mọi người ơi. Mình đã tới một cái chỗ mà nói chung là rất là mát mẻ đó. Mình ăn xong rồi mình sẽ đi tắm luôn ha mọi người. Đã. Bắt đầu thưởng thức tiếp cái món ốc rồi nha. Ngon lắm mọi người. Ăn nhiều quá nó ngán nha. Mình ăn là để biết mùi vị thôi các bạn. Chứ bạn nào mà muốn ăn no thì vậy lòng cũng mình ăn đi nha. Thôi mọi người ơi, mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Nếu mọi người thấy cái món ốc của mình hôm nay rất là ngon thì hãy nhắn cho mình một like và chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sắp tới nha các bạn. Bye bye, xin chào mọi người. Ơi, mát quá mọi người ơi, vừa ăn ốc mà vừa tắm biển mát quá. Thôi mình hẹn lại các bạn vào những cái clip sắp tới nha. Bây giờ chúng ta đi về mọi người ơi, mát quá.